Trời đất ơi, mày nhìn cái gì vậy? Trời không có đẹp miếng nào hơi Hưng ơi. Ôi trời trời đất ơi. Ôi trời trời đất ơi. Đứa con quỷ. Mày làm gì vậy Hưng? Tao dỗ về nó Hưng mày vậy đó. Lát cho tiền, lát cho tiền. Ơ. Vậy em nhăn. Đừng hảo thắng. Em đã nhắm kỹ mục tiêu chưa? Em đã nhắm kỹ lắm rồi. Đã bắn là phải trúng. Không trúng làm gì bắn. Ổn ơi. Ủa con chơi con kìa. Con chơi con kìa. Mấy đứa, mấy đứa. Mấy đứa cảnh trí chạy chạy cơn rồi. 50 điều đứa nào cũng vậy rồi. Vô 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 vô. Vô vô vô. Con đó tao trừ lương nha. Ê đâu là vậy? Tự nhiên xuất hiện vậy? Hey, đứa con nè. Ở đâu ra vậy? Bản đồn. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ nghe một nhạc phẩm đến từ chú voi con. Ngày là voi con ở bàn đôn. Ngày là voi con ở bàn đôn. Mày này là voi con ở bàn đôn. Voi con ở bàn đôn. Voi con ở Tây Nguyên này. Mày bị đặt mày làm mát cốt hả? Rồi 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 bây giờ nè. Mày mát cốt, mày đờ mát. Đờ mát, đờ mát. Tôi muốn giết cái ba này ghê vậy đó. Bây giờ tôi hỏi nè, đố hai người chơi có thể đoán được tôi là ai hay không? Đoán đi. Quang Dũng. Tại Quang Dũng đáng dày trầm ấm lắm ơi. Nhỏ nhỏ gì giống Quang Linh ha. Không, anh Long Nhật. Trời. Không phải nha. Mệt quá đoán hoài không được thôi nè. Bây giờ mở ra một cái là hết hồn bất ngờ liền cho coi. Chuẩn bị nha. Đây. Bất ngờ chưa? Tao già. Dạ. Tao không bất ngờ. Tao bất ngờ là con mày. Mày có biết thằng Cho, tao cũng biết mày là ai đó hả Su? Trời đất ơi, không hết hồn, không bất ngờ đúng không? Sẽ có một điều bất ngờ hết hồn hơn nữa. Tại vì em xuất hiện ở đây đâu có phải một mình đó, còn với đồng bọn của em. Ôi trời ơi. Và bây giờ xin mời anh Hưng và ngoại Hà cùng hướng về đồng bọn của em là... Đó, tới, tới. Trời đất ơi, ủa cái gì bất ngờ nè. Từ từ, từ đây, 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 chuẩn đi. Đó, dạ, đồng bọn của em một chú ếch nữa kìa. Độ. Ê, nó gãy, nó gãy. Vô, vô. Ếch hả? Đó, đây chàng hiêu đây. Con này, con ảnh ương. Đứng, đứng lên, đứng lên. Đó. Trời ơi, trời ơi. Đồng bọn bị dưới cái đích. Cái gì đánh tôi vậy? Phải, leo lên, leo lên. Không, leo lên, đó. Thấy đồng bọn tôi xuất hiện chưa? Bây giờ nè, từng người nói chuyện này, cầm micro. Alo, alo. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không có phải. Đây nè. Rồi hát đi ớt ơi. 2, 3. Hoa giấy, màu hoa mộng mơ. Nghĩ nói rằng tình ta đẹp như ý thơ. Ủa, trời ơi, nghe ổng gì? Ủa, tôi nghe ổng ly quá. Tôi không ly. Vãi. Bài này mới ra nè. Trời đất ơi, bài này quen lắm luôn. Ai à, mới được báo nữa nè. Ờ đó. Ai vậy? Ca sĩ Lâm Vĩ Dạ. Rồi, xin mời. Lột ra. Đã bị ra về sớm rồi hả? Ủa? Nhưng mày đã đổ dữ chưa? Đã dặn rồi kêu hát giả giọng người ta, hát bài khác. Đi hát bài của mình mới ra. Mai mốt làm ơn gửi kịch bản trước 3 ngày đi. Bây giờ có tuổi rồi đưa liền không có nhớ đâu. Quên trước quên sau. Còn bây giờ vẫn còn một nhân vật bí ẩn. Đây, xin mời Tôn Ngộ Không. Đây hành lý anh mang, tay cầm cân giữ ngựa. Em hát cái bài quen quá. Mà cái giọng gì mà lạ hoắc vậy trời. Cha cha có giọng gió nữa. Hình như là Phi Thanh Vân. Ủa chết cha. Hình như là Phi Thanh Vân. Hả? Không phải. Không phải. Cái này cũng đực mà.
Em giả giọng mà. Em xin tự giới thiệu em là Nam. Eris. Cái này là ê chề chứ Eris gì. Em đâu phải là ca sĩ. Trời ơi em ôi, là lừa đảo đó mày đừng có tin rồi ơi. Cao cao cỡ này cẩn thận nha. Cẩn thận gì ốm vậy. Ủa mà em làm nghề gì em ơi Thủy? Dạ, em thật là ngành nghệ thuật. Nghệ thuật? Sao mà trong ngành nghệ thuật tôi không biết ai như em hết vậy? Dòng ngựa ngựa gì đâu á. Hát lại câu khác đi bà khác của em. Búp bê búp bê đây là xỉn đẹp. Trời ơi. Búp bê búp bê chậm nhá. Trời ơi. Ủa cái giọng này nó hài hài nha. Có lẽ là Hứa Minh Đạt chăng? Đúng như vậy. Đây chính là chồng tôi. Phải không? Phải không? Trời ơi, cho em ôm miếng đi chồng. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Về, yeah, về. Yeah. Ủa, vợ chồng mà mắc gì Bình ngại ngùng vậy? Chê. Cái này chồng tôi. Cái gì gặp ai cũng nói chồng, mình không phải. Chê rồi kìa, chê rồi. Chê thì chắc chắn không phải là chồng đúng tôi. Rồi, chồng sao mà chê được? Đúng, không, chồng mới chê đó. Anh Đức. À. Anh Đức chưa có gia đình. Đức có chồng rồi. Ê, quên. Thì vậy. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Không lẽ đó là lý do tôi chia tay anh Đức sao? Lẹ đi, mồ hôi cũng tèm nhèm trong này rồi. Nó cũng tùm lum rồi đó. Ngày xưa em có bồ chưa? Người yêu em thì trong nghệ thuật nhiều không? Người yêu em trong nghệ thuật rất ít. Vậy hả? Khoảng bao nhiêu? Một tên bắt đầu từ hai chữ. Ngàn thư. Thôi mệt quá, mất thời gian quá. Trời ơi, anh Tú Diệu Nhi. Ai? Thôi không phải vậy tao hả? Anh Tú của tao. Anh Tú, Quy Nhơn mình mang niềm nhớ. À, anh Tú ngày xưa quen với Minh Thư nè. Gì vậy? Minh Thư ra là ai nữa? Thôi cháu đã yên bề gia thất rồi. Đúng rồi, đừng nhắc về quá khứ nữa. Mình đừng khuấy động ly cà phê nữa. Xin được chào đón tất cả những người chơi đã đến với chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một bước tiếp theo, đó chính là chia đội. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại tất cả những người chơi của chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Mình muốn chia đội sao? Dạ mời các anh lớn chọn ạ. Dạ pháp là xì xầm thôi. Thôi hai đứa mình xì xầm trước đi, thắng thua cái đi rồi tính à. 3, 2, 1 Ha, ha. À. Chết cha tôi thua rồi. Ha. Rồi, 1, 2 2, 3 Trời ơi. Trời ơi. Thật là hay quá nè. Đây, về đây. Và cũng có một cái cảnh báo nhỏ nhỏ với lại anh Tú. Yeah. Đó chính là về đội của ngoại, một là thua, hai là phải chơi ăn gian. Đúng, mình phải chơi ăn gian. Tại vì bên kia có một cái thánh đức ăn gian. Ôi trời ơi, nếu mà đúng ngay từ đầu, nếu mà mới biết mà nói được cái tính cách mà đàng hoàng á là không cần phải giếm sầm đâu. Ăn gian, về với ăn gian nè. Được đó, em ăn năn sám hối rồi. Bây giờ chúng ta đã có hai đội chơi rồi. Từng đội chơi sẽ thể hiện một cái gì đó thật là quyết chiến quyết thắng. Rồi, xin mời đội anh Hưng. Các tập trước thì mình là đội gì ạ? Các tập trước chỉ có hai đội, đội thắng và đội thua thôi. Cái tên đó mặc định với lại số phận luôn. Có một cái đội quần. Đội quần là đây. Đó là bị hành hạ hoài đó. Không chứ, cái này là cái quần luôn. Không, chứ. Không phải quần ren đó chị. Tên đội là gì? Quả lửa hồng trên cao nguyên. Ôi, ngắn ghê.
Dạ bên đây. Rừng thiên nước độc, rừng thiên nước độc. Trời ơi. Cái đội gì mà cái đó là nhẹ quá. Cái đó là đi dễ khó về đó. Đây là ly cà phê ban mê. Ly cà phê ban mê. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách đầu tiên trong chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Mình có giao lưu với đội bển. Thì thấy bển hình như là hai bạn không thích nhau. Ai nói? Cái kiểu của Hưng là phái Tú. Mà thằng Tú thì là phái ngoại. Mà trong khi là Hưng đâu thích vậy Bí Dạ đâu. Trời ơi. Kêu là trụ tao hiền như vậy. Mà trong khi Bí Dạ là người chơi dơ với là danh manh danh xạo. Mẹ nói cái gì mà mất lòng như vậy? Ủa có đâu mất lòng, đó là sự thật thôi. Đó thấy chưa? Ủa chị sống thực tế vậy luôn hả? Đúng rồi, em sống thật lắm. Không vậy có gì phải ngại. Trời ơi, ngồi có chung quyết định là nói chung là bây giờ hai đội phải chốt được cái đội trước đã. Còn thấy mà không vừa ý nhau mình đổi. Của anh chồng là Tú thôi à. Dạ em chơi đội nào cũng được. Là giống em là dạng như chai mặn đều dùng được á hả? Trời nghe đã vậy trời. Uyển chuyển á, uyển chuyển. Rồi bây giờ chị dạ chị thích ra thì anh không thay đổi. Thì tôi vẫn muốn thay đổi. Sao em nỡ đành không biết tình anh chót trao. Vậy nó mới hợp cạ, hợp khung. Ủa cái chương trình giống như là một trò đùa vậy đó. Mới chia đổi tắc thì luôn. Thì ủa, game show là game trò show chơi mà. Thôi bây giờ quyết định chốt như vậy đúng không? Đúng rồi. Làm sao mà chống lại hai cái đúng người rồi. Có cái tư tưởng ăn gian như thế này mà... Như vậy làm đó. Sao bên kia chơi lại? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách rất là đặc biệt. Mỗi đội sẽ có một mật thư. Chưa. Chúng ta phải giải cái mật thư đó đi. Và đi tiếp tới những hành trình tiếp theo. Giải mật thư là cần phải có trí thông đúng. Minh. Cái điều đó thì đội chúng tôi không có. Đội chúng tôi không có. Đội của tôi chỉ có mô chứ không có trí. Nhưng mà nhiều khi cái đó nó áp dụng được trong cái trò chơi này đúng không? Ok. Rồi, cầm nha. Mày buông tay ra. Cầm nha. Mày buông tay ra. Đảo lên giống như là xào bỡ bỡ xùm kìa. Như vậy nè. Xong rồi bị hở rồi rút. Kinh cái. Không cần chờ luôn đi. Lật lại đúng không? Hai cái y chang. Ủa đâu có gì trong này đâu. Trời ơi, đây là mật thư đầu tiên và gợi ý đuổi hình bắt chữ. Và bây giờ thử thách chúng tôi xin phép được bắt đầu. Khoan, Hưng ơi, sao em chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, anh Hưng ơi, coi chừng đau khớp đó. Chạy đi, tranh thủ đi. Cái này là gì vậy ta? Bây giờ dự đoán đi chị. Cái này là chữ. Tú ơi, em dịch cho chị cái này coi. Cái đó là một cái lá thư. Một cái lá thư. Là con thư. Đây là nhà Thương. Nhà Thương, con Thư có bầu đi vô nhà Thương. Chạy đi, chạy đi. Nghĩ ra cái gì là chạy liền. Rồi, chạy đi. Tại sao phải chụp giật như vậy? Thư viện, thư viện. Vậy đúng không? Thư viện. Đúng rồi, bao thư, bệnh viện, thư viện. Thư viện ở đâu? Thư viện. Đây là một thử thách liên hoàn. Ở chặng 1, đội chơi phải giải được mật mã của chương trình để tìm điểm giấu mật thư đầu tiên. Có hai mật thư với hai bộ câu hỏi khác nhau mà đội chơi phải trả lời. Trả lời đúng 3 câu hỏi, đội chơi nhận được gợi ý cho địa điểm tiếp theo. Trả lời sai, đội chơi phải chịu hình phạt, không di chuyển trong vòng 5 phút. Thư viện ở đâu em chàng? Thư viện ở đâu em? Anh, cái thư viện nằm đâu anh? Thư viện nằm đâu em? Thư viện, em chờ bên cạnh, em nói đi, em bên này. Thư viện ở đâu? Thư viện bên đây nè. Cuộc đời thì không có gì phải vội vã. Người ta có câu là dục tốc thì bất đạt, vội vã thì được cái gì mà cứ chạy vòng vòng. Trời ơi cái gì vậy? Anh Hưng ơi, anh Hưng ơi, anh Hưng. Đây thư viện đây.
Lục hết này ra. Ủa kiếm cái gì vậy tụi bay? Cứ bình thường, cứ từ từ mà đi. Chị có thật sự chị muốn chơi không? Chị muốn chơi nhưng mà không nhất thiết phải chơi một cách vội vã, vội vàng như vậy. Đúng không? Ở đây là cái bảo tàng museum. Cái triết lý cuộc sống của chị sao chị giảng cho em nghe chứ? Mình phải vừa đi, mình vừa ngắm viện bảo tàng. Chị uống cà phê, ở đây em pha cà phê cho chị uống. Chị không cần, chị nhìn vô cái gợi ý là chị biết đây là gì rồi. Là cái gì? Một cái bệnh viện, một phong thư thì chỉ cần tới thư viện là sẽ có ngay cái gì đó nằm ở thư viện đang chờ đợi chúng ta. Chị tới rồi. Tú ơi, giờ tung lực tung lên Tú ơi. Đó, chạy cho cố vô rồi bây giờ thở tôi đi bình thường tôi vẫn có thể tới được. Ở đâu ngoại? Ai mà biết đâu. Lối vào. Cái bảng lối vào này không thể nào mà nó đặt một cách vô lý như vậy được. Ở cái mũi tên này phải có cái gì đó. Đây là cái lời gợi ý. Lối vào mà có mũi tên chỉ vào đây thì chắc chắn mật thư sẽ nằm ở đây. Để tôi xem coi sao có dây điện ở đây. Giỡn thôi. Kiểm phụ đi chơi xu. Tí cho 200. 200 ngàn. Vì 200 ngàn tôi làm hết. Vì 200 ngàn tôi sẽ làm hết. 200 ngàn. Trời quá trời học tủ gì kiếu. Kéo chừng nào mà hết trời ơi. Excuse me. Ở đây là thư viện, this is library. Not noisy. No. You silent. Shit. Trời ơi, không biết giấu đâu luôn. Trời đẹp vậy. Trời sao đẹp quá vậy trời. Có ở đây không? Lớn rồi mà chơi giấu giếm thật là không vui tí nào cả. Trời ơi. Đẹp quá vậy trời. Có chưa? Hình như có rồi kìa. Có rồi hả? Có rồi. Cho con xin mật thư. Và đội đầu tiên đã tìm được mật thư bây giờ. Đội chơi phải trả lời đúng 3 câu hỏi. Nếu mà sai thì mình phải chịu một hình phạt và đến với hành trình tiếp theo. Đây. Tú ơi. Câu hỏi đầu tiên, Đắk Lắk nghĩa là gì? Đắk Lắk nghĩa là gì? Đúng. Xin mời người sống lâu hơn tôi ạ. Thì Đắk Lắk có nghĩa là Đắk Lắk. Cái gì vậy bà nội? Không trả lời được. Sai. Cho tôi hỏi hình phạt là đội hay là cá nhân ạ? Hình phạt là đội ạ. Không, tôi nghĩ cá nhân ai trả lời sai thì phải chịu trách nhiệm. Có đi là thì không có được. Đây là cuộc thi về đội. Kể 3 loại biến thể cà phê đang hot trend hoặc kỳ lạ. Cà phê muối. Cà phê muối. Cà phê phong. Cà phê cheese. Mới có hai loại là muối với cà phê Burattino. Cà phê Burattino. Đúng không ạ? Không phải luôn. Không phải luôn rồi, sai luôn rồi. Cà phê mắm. Dạ không, cà phê mắm mình xuống Châu Đốc mình ăn. Ngã sáu Buôn Mê Thuột có gì đặc biệt? Ngã sáu Buôn Mê Thuột có cái đặc biệt đó là cái vòng xoay giữa ngã sáu. Sai. Dạ hoàn toàn sai, 3 câu xin mời hình phạt. Rồi gia đình tự phạt bên kia đi ạ. Rồi qua đây. Trả lời được 3 câu nha.
Theo truyền thuyết, ai đã phát hiện ra cây cà phê? A. Những người chăn dê. B. Những người nông dân. C. Những thợ săn. Riêng xin mời trả lời. A. Những người chăn dê. A. Những người chăn dê, đúng hay sai ạ? Sai. Chính xác. Câu thứ hai, kể ba loại nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Riêng đàn rừng, đàn đá, rừng, đàn đá. Công chiêng. Công chiêng, đúng hay sai ạ? Chính xác. Và câu thứ ba, chú voi con ở bản Đôn có mấy ngà? Chú voi ở bản Đôn không có ngà. Không có ngà nên còn trẻ con, hoàn toàn chính xác. Yeah. Kính thưa quý vị, quý vị thấy rõ ràng không? Nó bỏ tiền ra xong rồi nó lấy một cái câu hỏi rất là dễ, còn mình đưa ra cái hỏi ngã xấu có cái gì đặc biệt? Trời, có gì vậy trời? Và đây là bậc thơ tiếp theo, xin mời tìm người phụ nữ trong hình. Rồi di chuyển vừa đi vừa tìm. Đội chơi phải tìm được cô gái trong bức ảnh để nhận được thử thách tiếp theo. Có hai thử thách để đội chơi có thể lựa chọn: đánh lại một đoạn nhạc trên đàn đá hoặc múa lại một điệu múa dân tộc. Đội chơi tìm thấy cô gái trước sẽ được lựa chọn thử thách ở chặng này. Hoàn thành chính xác 100% thử thách thì đội chơi sẽ được di chuyển đến nơi có thử thách cuối cùng. Người ta có hai cái bộ câu hỏi. Cái câu hỏi dễ cho mình không lựa. Mình lựa cái câu hỏi vượt ngoài tầm kiến thức của mình. Em chỉ mới đi Buôn Mê Thuột lần thứ hai thôi, làm sao em biết cái ngã xấu có em cái gì không... Rồi em là một người không hề biết uống cà phê, đưa cho em câu hỏi về cà phê. Mặt thiệt chị em lè lắm. Bây giờ anh nhìn em như một trò hề. Rồi bây giờ tôi phải làm gì đây? Bây giờ thì thời gian hình phạt cũng đã kết thúc. Đội chơi sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Đây. Rồi thí dụ thua nữa thì sao? Thua nữa thì chịu phạt nữa. Đây. Tìm người phụ nữ trong hình. Ông ngoại ơi, ngoại chơi một mình đó ngoại. Tại vì ta vừa coi này nó đi từ từ không hả? Đáng lẽ tôi không nên đổi đội chứ. Rồi. Tôi phải chọn cái người sản xuất. Đó, người bỏ tiền ra làm chương trình này thì đương nhiên là sẽ có lợi thế hơn. Đây đây, tôi rồi. Không phải cô này, chính xác là cô này. Phải không ta? Này nè. Không phải cô này. Cô này nè. Cô này. Anh em phải không em? Nói đúng là cho chụp hình ảnh chung với anh. Không phải luôn hả? Trời ơi. Chị chụp khác nữa, Tú ơi, chia nhau ra. Cái này là không phóng ra ngoài, dôm lại. Kìa, bà đứng kìa. Bà phải chị này không nè? Không. Còn không phải hả? Di chuyển. Tìm chị gái liền. Chị vẫn chọn một cái tác phong nhẹ nhàng, thư thái, từ tốn như vậy. Không việc gì phải chạy cả. Chạy gì? Cứ từ từ thông thả. Chơi mình biết mình thua rồi, mình mắc mới chứ phải chạy cho nó mệt. Đúng rồi. Vậy luôn hả ngoại? Rồi đâu rồi? Mình tìm được chị gái đó chưa ạ? Đây, chụp hay không? Đó. Cô này. Chính xác là cô này. Cô. Chị đây. Anh em đúng không? Đúng mà. Trời ơi, giấu gì trong này? Giở này ra được không? Không có gì hết. Ê, quê. Trời ơi, bị lừa rồi. Đàn ông đi tìm một người phụ nữ mà hối hả như vậy, trong khi có một người phụ nữ đáng giá như thế này chẳng ai dòm ngó. Ủa, có phải chị không? Không phải. Có phải chị này không? Nope. Ủa, không phải luôn. Đây. Ủa? À, đây rồi. Gì vậy? Cô đây. Gì vậy, ghê vậy? Đây. À, đây rồi. Cô kia. Cô này. Cô này. Chính xác đây rồi. Đây. Đây, chính xác. Đây là người trong hình đúng không? Phải không?
Dạ phải, phải. Chính xác. Phải không? Dạ phải. Đúng vậy. Cái mặt của em đúng rồi. Dạ không. Cái mặt xinh xinh và nụ cười duyên dáng là đây. Đúng chưa? Đúng rồi, chính xác. Chị phải là người trong hình đúng không chị? Thôi, mình nhìn lại kỹ thử xem có đúng nhìn không ạ? Nhìn kỹ đúng không? Y chang luôn à. 100% là em. 100% đúng không? Dạ đúng rồi, đúng không chị? Dạ, vậy thì chính xác là ai là người chị thấy trước đây hả? Đây, hai người này một đội luôn rồi. Sai rồi. Sai rồi. Đừng có trộm lông tráo phụng như vậy. Chị gái, cho em hỏi chị tên gì à? Anh Tuấn Quang. Chị Phương Lan. Chị xác nhận giùm em người trong hình là chị phải không ạ? Chị trả lời bằng cái lương tâm chị đi. Đây là em gái của chị đúng không? Em thấy giống như chị, giống như tạc mà sao trời chị lại chối bỏ tấm hình này. Ủa cái này là mình bên đây nè. Trời ơi. Em thấy đây mà mình tìm ra được rồi. Ủa ai tìm em ra? Xin lỗi chị, không phải bên đây nè. Thôi tìm ra rồi. Bây giờ nếu mà đã tìm được chị rồi thì chị cho xin mật thư tiếp theo cho đội chơi ạ. Dạ rồi, hiện tại thì bây giờ đội chơi sẽ có hai thử thách. Thử thách thứ nhất là mình sẽ múa lại một cái điệu múa của người đồng bào Ê Đê. Thử thách thứ hai đó là mình sẽ đánh một cái đoạn nhạc với cái nhạc cụ đó là đàn đá. Rồi thì không biết là đội của mình sẽ chọn thử thách nào ạ? Múa đàn đá, múa đi. Dạ rồi, vậy thì đội của anh Hưng sẽ chọn đó là múa một cái điệu múa của người đồng bào Ê Đê. Và rồi bên tôi là hình của chị này. Sao bên tôi là hình của chị này? Không chị à, cái đó là một hình một thôi. Quan trọng đổi người là do con mắt của mình đó chị. Chị nhấn bao nhiêu tiền của chương trình đi cho chị? Mà tại sao chị lại trà trộn cho ăn bệnh cho giống người bên kia xong mà chị đứng đây chị? Dạ đâu có giống. Chị đánh lừa những người mà yếu đuối nhẹ dạ cả tin chúng tôi đúng không? Thôi thi đi, thi đi, thi đi, thi đi. Không phải một cô đâu mà tới 6 cô. Ngoại ơi ngoại. Bây giờ đội nói chung là cũng đã tìm được chị rồi. Thì bây giờ bên đây đã chọn múa, còn phần còn lại đó là đàn đá sẽ thuộc về đội của ngoại. Rồi xin mời hai đội chơi sẽ di chuyển về vị trí thực hiện thử thách. Yeah. Rồi. Vậy nó mới khó. Rồi mời chị gái dẫn đường đi ạ. À. Dạ. Không có cảm lực, ơn không chị nha. Dạ. Mình đi chị kệ cái đi chị đi. Mình đi múa với đàn đá đi chị. Đi thôi. Rồi. Và bây giờ thì đội của anh Hưng và anh Tú đang có mặt tại khu vực mà để thực hiện thử thách đó là múa. À đây là múa, đàn đá mình di chuyển á. Ok, xin lỗi nha. Đàn múa thêm để biết về văn hóa Ê Đê không ạ. Và bây giờ thử thách học múa xin được phép bắt đầu. Bé ít thôi, đánh dễ thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách đó là học sử dụng đàn đá dành cho đội của ngoại Vũ Hà và chị Lâm Vĩ Dạ. Tôi biết đàn bài Kìa Con Bướm Vàng. Đâu chị đàn thử coi. Nói nghe nè, làm trước nhanh trước chạy đi trước chị ơi, nãy giờ mất thời gian hết nửa tiếng rồi chị. Chúng tôi thắng chưa? Dạ chưa ạ. À. Đó là bài mà chị đàn cho con chị nghe. Ủa? Bài của chương trình là bài khá. Rồi xin mời anh ạ. À. Lành không? Ây à. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Tôi hỏi đây là bài gì vậy ạ? Bài này là bài Chiridia. Là bài của Dinh Cai đi. À, anh mình lại một lần nữa đi. Chậm hơn. Cho tôi thua luôn được không ạ? Được, để ngoại thử coi. Ngoại, cố lên. Không, cái đầu tay thứ hai này nè, xong nè, xong đi vòng nè. Đi á, đi, xong đứng tay đây. Nhỏ, xong lên. Đập tay. Đây. Đây này, lên đây. Ở đây, qua đây. Rồi. Tay cao rồi, xuống. Được, để ngoại thử coi. Ngoại, cố lên. Trời ơi, quá tuyệt vời. Chưa có vượt qua được thử thách này nha.
anh làm lại một lần nữa chậm hơn cho bà cụ nghe. Tèn 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 tèn. Rồi thôi cứ đi thôi. Tèn 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 tèn. Nhưng mà quan trọng là cái tay này phải gõ nữa nè. Gõ bằng nhau luôn. Rồi bên đó anh gõ đi. Tèn 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 tèn. Thôi từ từ. 1 2 3 4. Tèn 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 tèn. Dạ múa múa. Rồi chúng ta chuẩn bị xem anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Tú sẽ múa. Âm nhạc xin được phép bắt đầu. Câu dài ra câu giờ cho nó hết nhạc ra. Vỗ nè 4 lần. Lên tới này chá cao. Lên tới này. Lần nữa lên xuống nè. Lên luôn nè, hết nhạc luôn. Hết nhạc nè. Đó. Rồi dạ hết rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ phỏng vấn các chị gái ở đây. Mấy chị, em nhìn thái độ của mấy chị thì em nghĩ là em cũng biết kết quả làm sao rồi đó. Sao mấy chị cười dữ vậy? Múa vậy đúng không mấy chị? Chưa đúng. Chưa đúng lắm. Chưa phải là chưa đúng. Chưa đúng lắm là mình còn thiếu sót xíu. Chị có thể chỉ nhẹ là mình sai ở điểm nào không ạ? Rồi chị sẽ làm lại nhẹ cái nha. 10 10 8. Rồi sao? 1 2 3. Giờ anh chính xác chưa em? Dạ cái này đúng rồi. Ok rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Tôi đi đâu đây? Chặng thứ 3, đội chơi phải bốc thăm để lựa chọn một trong 3 nền văn hóa cà phê. Văn hóa cà phê Ottoman, văn hóa cà phê Roman và văn hóa cà phê thiền. Đội chơi bốc thăm được văn hóa cà phê nào thì phải pha cà phê theo phong cách của văn hóa đó. Ôi giời ơi, chị hát có bao giờ múa đâu. Ôi ơi, ngoài xong rồi hả? Xong rồi. Thôi đi tìm chỗ pha cà phê. Trời ơi. Rồi, và lần múa thứ 2 xin được phép bắt đầu. Đó. Ôi trời ơi. Xe xình xe, xe xình xe, xe xình xe. Đây, pha cà phê nè. Vâng ạ, chúng tôi đã tìm tới quầy pha cà phê. Pha cà phê. Rồi tụi em bóc cái này. Này là cái gì vậy anh? Dạ cho mở ra em xem thử nha anh chị. Dạ vâng ạ. Dạ. Phong cách cà phê thiền. Mình phong cách cà phê thiền anh chị. Dạ phong cách cà phê thiền, xin mời anh chị mình di chuyển qua bên này anh chị. À cà phê thiền bên này à. Dạ. Mình sẽ pha cà phê phương pháp pha vợt nha anh chị. Xin mời chị dạ vào trong quầy. Đây phải không em? Cà phê thiền đúng không em? Trời ơi sao giống nấu thuốc quá vậy? Dạ nhiệm vụ của anh chị mình sẽ pha một mẻ cà phê vợt. Hôm nay thì bạn có bằng Phong sẽ hướng dẫn mình để mình pha cà phê anh chị nhé. Rồi, thành công rồi đúng không mấy chị? Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Và bây giờ xin mời các chị sẽ cho mật sư tiếp theo. Cà phê vợt được đặt tên theo dụng cụ dùng để pha. Để pha cà phê vợt, trước tiên đông bột cà phê và đường theo định lượng rồi cho vào vật vải và chờ trong 3 phút. Dùng muỗng gỗ khuấy nhẹ, sang siêu nhiều lần để lấy hết được hương vị của cà phê. Thành phẩm là cà phê vợt có hương vị đậm đà, vừa thơm mùi cà phê nguyên chất lại vừa có hậu ngọt đan xen với một chút vị béo. Đây là văn hóa thưởng thức cà phê đặc trưng của miền Nam Việt Nam những năm 1950. Bữa cái thằng đây mình còn 2 phương pháp pha chế cà phê. Dạ anh nhớ chị bốc. Dạ giống nhau, bên dưới là khác nhau. À. Dạ mình còn 2 sự lựa chọn. Rồi phong cách pha cà phê Roman ạ. Roman. Dạ, Roman. Xin anh chị. Dạ mời anh chị mình di chuyển qua bên này. Phong cách pha cà phê Roman bằng cách sử dụng ấm mocha. Cách pha cà phê pha bằng ấm mocha được phát minh tại nước Ý, sử dụng nguyên lý thẩm thấu ngược để chiết xuất cà phê. Ấm mocha được đun đến khi nước sôi, bốc hơi và hình thành áp suất đủ lớn để đưa nước qua cà phê và ngược lên bình chứa phía trên. Thành phẩm thu được là cà phê nóng, thơm với hương vị nguyên bản mà không bị cháy khét.
Anh ơi sao đổ quá vậy anh? Ngoài ơi ngoài chị chúng dạ. Chúng tôi đang pha cà phê thiền, đừng làm phiền chúng tôi. Pha cà phê thiền. Trời ơi cái này cà phê thiền mà dễ. Trời ơi phải tâm hồn phải hiền lành mới đáng pha cà phê được. Dạ mình sử dụng cây để mình khuấy trước. Dạ. Rồi dạ. Hai lần là mình khuấy luôn. À rồi. Rồi chặt luôn. Rồi. Trời ơi quá đơn giản. Cà phê Roman. Roman là ý nghĩa là gì ạ? À, Roman là hay gọi là thành Rome hồi xưa là cái thời đó là cái người ta biết sử dụng cái áp suất hay nước vào trong cơ giới hóa sản xuất ạ. À. Dạ. Thì với thời đại đó luôn thì người ta sử dụng cà phê bằng áp suất hơi nước để mà chiết xuất cà phê luôn. Ai mua cà phê, có ai mua cà phê? Hai dừng chân đến quán em. Em đây chi bán cà phê, chứ em không bán cà chua. Trời ơi. Thôi đó mình dừng lại để mình để cho nó nấu à. Được rồi, mình sẽ dừng lại để ngâm trong vòng 3 phút. Sau đó mình sẽ gọi là sang siêu. Mình sẽ dùng cái vật này để qua đây mình sử dụng nước này để sang siêu như vậy. Mình sẽ làm 3 lần và mỗi lần 3 phút. Là sau đó khoảng 10 phút, 9 phút đến 10 phút thì sau đó thành phẩm của mình sẽ ra. Rồi lỡ mình hoàn thành sau người ta thì sao? Không có sao, bên ấy nó còn phải làm cho đúng cơ. Đáng lẽ mình không nên chọn thiền, tại vì thiền lúc nào cũng mất thời gian á. Thiền là ngủ luôn chị. Em thấy cà phê mà Roma, cà phê gì đó là nhanh nhanh lắm. Đâu đứa còn phải nấu chờ bằng cát á. Nó cũng phải chờ nữa kìa. Phải không? 3 phút chứ em nhỉ? Chưa. Có đường không em nhỉ? À dạ cái này thì mình sẽ uống không ạ. À uống không hả? Có thể cảm nhận được cái hương vị cà phê. Không có bỏ đường. Ủa là mình xong luôn rồi hả? Dạ. Trời ơi. Dễ dàng có gì đâu. Bên kia chọn cà phê thiền. Ngồi thiền xong mới làm. Ngồi vậy hả? Rất là lâu. Hên quá mình chọn dụng hên đây bà độ. Rồi xin mời anh sẽ đây là sư phụ cà phê. Để chấm thử ra nha và cho tụi em kết quả nha. Đầu tiên là MC chấm rồi ạ. À, MC chấm là cảm giác rất là ngon, thơm mùi cà phê. Mà giống vậy. Rồi bắt đầu mình xem rồi hả? Rồi mình sẽ bỏ qua từ từ. À, mình có thể cầm thêm cái này để okay, mà hứng. Okay. Bắt đầu người ta xong rồi kìa. Mình sẽ sử dụng cái này để mình rót qua. Kệ nó em ơi. Rót hết nước luôn. Ý da trời ơi. Em thấy hình như anh không có sự khéo léo đúng không? Không có nó nóng nè. Thì với phương pháp pha này á, để mà mình một ly cà phê chuẩn thì phải có lớp crema bên trên. Dạ. Thì hiện tại mình đang pha phương pháp này tương đối rất là đạt rồi anh nhé. Dạ. Dạ. Có lớp crema trên và một màu nâu. Cái lớp crema là lớp nào? Lớp crema bên trong này anh chị. Khi ra sẽ có lớp màu màu nâu bọt bọt thấy không? Dạ. Dạ, ok không anh? Dạ, mình thành công rồi anh chị. Tuyệt vời. Vậy là đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Tú đã hoàn thành thử thách pha cà phê. Dạ, chúc mừng anh chị nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Thật quá xuất sắc. Hôm nay có học thêm được một kinh nghiệm mới. Bây giờ mình đi thăm mấy cái đội thua đi anh. Qua thiền cà phê. Thiền nè, đi thiền nè. Ngoại ơi, mình tới trước nhưng mà mình hoàn thành sao? Cái lý do là lựa chọn cà phê thiền. Cái thời gian làm nó lâu lắm. Cái kia vô cái hũ xong liền. Còn cái này mỗi lần xong một mẻ là hai anh em phải đứng thiền ba phút. Đã nó xuất bắt rồi. Ai nhà có ai bệnh vậy? Thường một mẻ cà phê mình pha bao lâu em hả? Từ cái lúc đến khi mình chuẩn bị cho tới lúc ra thành phẩm thì nó sẽ mất đâu đó khoảng 45 cho tới 50 phút. Chương trình chỉ phát sóng có 50 phút thôi. Làm tới làm lui. Mình thật là lucky, bà độ. Ý trời rồi. Nhưng mà cái cà phê của anh chỉ có một mình anh uống thôi. Còn chúng tôi là chia sẻ. Cả một đoàn phim người ta uống. Đúng vậy. Có ai uống, để coi có ai uống không. Các em có uống không? Quá trời đầu nó gạch. Đừng gạch đi, gạch đi, cái mấy con phim đi kìa. Có ai uống không em? Có. Thằng này là thằng chụp hình ta, đố có hỏi mày. Tao đang hỏi về phim tự nhiên chụp hình lắc đầu. Rồi bây giờ mình ra ngoài kia bình thiền em. Để đây chị cho thầy vô chấm. Mời anh. Mời nàng. Giữ cái nắp chị ơi. Để coi cái nó làm cái gì. Mà làm tới đâu. Anh rót cho khéo nhé. Kéo lầm vào quần tôi. Cái đó rồi. Cái trình bày là đã bị trừ một điểm rồi. Đổ tháo tùm lum hết trơn á. Đây đó. Còn cái này nè có cái gì đâu trời ơi. Hey. Sao?
đậm đà dễ thương. Rồi cảm ơn. Rồi mà mọi người dùng cà phê. Nếu mà mình xin thêm một tí 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 vì có đường sẵn nên rất là dễ uống. Vô. Thành phẩm của tụi mình. Vô. Trời ơi, không ai uống cà phê mà vô kiểu đó bây giờ hết trơn, bọn nhà quê tưởng nhậu rượu đế không. Đó mình nghe kết quả từ anh giám khảo. Theo dõi cái quy trình pha cà phê của mình á thì mình làm có đúng theo quy trình là mình qua 3 bước sang siêu, tổng thời gian pha của mình khoảng là 9 phút và cái thành phẩm của mình cũng rất là ngon luôn. Hồi nãy anh cũng chấm cho đội bên này ha anh. Ờ, anh bên nước nào mà anh chấm nhiều nước như vậy? Dạ em của anh là sư phụ cà phê. À, cái mẻ cà phê này ok không anh? Dạ em chấm điểm đạt cho điểm mình anh chị. Không, nếu công tâm giữa hai đội thì đội nào nhỉnh hơn, đội nào thấp hơn em cứ nói cho rõ ràng không sao hết. Anh ơi, nhìn hai cái màu cà phê là biết rồi. Không, không cách là cà phê vôm bằng hơi nước và áp suất. Nhiều nước lạ mà Quỳnh kêu quý vị. Mà nó trời ơi, nó không có thì thơm mới lỏng lén. Còn đây cái ly cà phê người ta này. Ôi rồi ôi. Em chả nghe thơm gì cả. Cái ly cà phê là phong cách, tùy theo phong cách. Anh ngửi nó đi, thơm cực kỳ. Rất thơm, xác nhận. Cà phê nào cũng thơm, nó có cách công tâm. Nhưng mỗi phong cách pha chế nó khác nhau. Nhưng mà chúng tôi ở Việt Nam là phải Việt Nam. Ở Buôn Mê là phải Buôn Mê. Mỗi phương pháp lao pha là một hương vị. Phương pháp pha cà phê vợt thì nó có mùi hương riêng vì mình nấu với than nên nó có một chút xíu mùi khói nhỏ, mùi khói nó xen lẫn vào trong cái cà phê của mình á, thì nó tạo thêm cái đậm đà. Còn phương pháp pha cà phê ở Mocha thì nó sẽ có vị đắng, vị chát, vị chua thanh trong đó. Hấp một miếng cà phê mà nước mắt em chảy luôn, em xúc động á, tại vì quá ngon đi. Rồi bây giờ anh thấy cà phê nào ngon anh cho một sự công tâm đi nha. Anh đẹp trai. Rất công tâm luôn. Anh đẹp trai. Rất công tâm luôn. Thì với đội của anh Đàm Minh Thân. Anh có nóng không anh Hoàng? Dạ. Em sẽ xếp chấm của đội anh Đàm Minh Thân 10 điểm ạ. Không lẽ có điểm 11 sao trời. Rồi còn cái đội còn lại ạ? Đội còn lại của chị Dạ thì em xin phép chấm là 9 điểm rưỡi. À, tuyệt vời. Nghe nè, có vị chua vị ấy, cái vị đều ngon hết như nhau hết, nhưng trừ nửa điểm là cái tội dơ. Nè, cách là nè cách nè. Anh bày hay quá. Em mà đổi đội được em đổi liền cái chết chào. Em mang tiếng quá rồi thiệt sự. Nhưng mà quan trọng là bên này có nhận hay không. Đáng lẽ là tôi thắng ấy, chứ bên Tú là tôi thắng rồi. T là thắng. Mà chứ già là chứ thua. Ủa dạ mắc gì thua. Già là dở. T là dở. T là tuyệt. Rồi, kính thưa tất cả quý vị. Mà thôi, khỏi, vậy khỏi, là đưa phần đi. Thi của chúng ta có kết quả rất rõ ràng. Đội chiến thắng đã thuộc về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng. Ra đây chụp hình. Ra chụp hình cái điểm vừa của anh nha. Vừa hoàn thành trước mà còn vừa ngon hơn. Cách trình bày gọn gàng sạch sẽ hơn nữa. Rồi, bây giờ mình chụp một bức ảnh lưu niệm đi kìa. Thôi không có lưu niệm mẹ gì trời. Cọc mà. Thắng thì go, lôi riêng ra một góc mà chụp đi. Đi. Chỗ này chỗ người thua. Thua. Chỗ người thua cho nó có mùi nhục nhã. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách đầu tiên. Đó chính là mình phải tiêu diệt những quả bóng này. Đội của ngoại sẽ tiêu diệt quả bóng màu xanh. Đội của anh Hưng sẽ tiêu diệt quả bóng màu đỏ. Mình sẽ cầm quả bóng lên. Rồi hai người phải ép làm sao, phối hợp làm sao bể quả bóng đó thì thôi. Okay. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. Hai, cố lên, nhanh lên. Ép vô bụng anh Hưng ơi. Hai người ép vô bụng nhanh hơn. Hai người ép vô bụng nhanh hơn. Đó. Trời ơi, cái háng của anh Tú không có nổ đâu. Ép vô. Trời ơi, sao hai người này mạnh vậy? Trời ơi, hay quá. Ngoại đang dẫn trước đó ngoại ơi. Lẹ lên ngoại, vài trái nữa. Ép vô. Vô lên. Ép vô. Chưa, còn hai trái cuối cùng. Cố lên. Rồi, hết giờ. Rồi, mời hai đội về vị trí của mình ạ. Còn mời camera điểm. Dạ, không còn điểm nữa. Vì số bóng trong vòng không còn một quả bóng màu đỏ nào hết. Dạ. Số bóng ban đầu có bằng nhau hay không? Bằng nhau chị. Không. Chương trình rất công bằng, rõ ràng và song phẳng. Hai, cái số lượng bóng đều bằng nhau. Thì bây giờ, chị Dạ, em thấy chị là chơi hết mình luôn. Chị trường, chị phóng, chị nhào, chị cào cấu,
tức được không chị? Tao thấy rõ ràng là bên tao đếm 10 trái bên kia mới nổ được trái. Dạ. Nhưng mà giai đoạn sau người ta chơi chiến thuật. Ép vô. Vô lên. Đó. Ép bằng vô ngực vậy này. Đây nè. Năm trái. Đó. Là một lượt 2-3 trái luôn. Mà sao lạ cái mà không bao giờ chấp nhận cái sự thật. Em không phục. Tôi khi mà đến với chương trình này, đặc biệt là ở trò này, tôi đã sử dụng biết bao nhiêu kinh nghiệm của tôi. Đó. Nào là như thế này. Đó như thế này. Rồi tôi còn quay lại được thế này. Đủ kiểu. Chị cho hỏi ra cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm gì chị? Là kinh nghiệm chơi trò chơi bao nhiêu năm nay. Hình như cái lúc mà đổi kiểu đó bị trốn thời gian. Đúng rồi, à, nó đúng. Do cái tội đổi kiểu đó. Đủ kiểu hết. Một kiểu truyền thống là ta được rồi. Đổi kiểu sáng tạo chi cho trễ nhịp không. Và kết quả cũng đã có với thử thách này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Chúng ta đã đến với thử thách tiếp theo. Và đây là một cái trò chơi vận động đòi hỏi có năng lượng, không cần trí tuệ. Đó, hồi nãy trí tuệ là mình thua. Bây giờ năng lượng thì chị nghĩ như thế nào? Tôi rất tự hào bởi vì đội của tôi là Hữu Dũng Vô Môn. Hữu Dũng Vô Môn. Ôi ôi ghê không? Quá sức lực. Không có mưu trí gì hết á. Mà chị cười cái kiểu mà. Sao vậy? Sao tôi sợ đội tôi là Vô Dũng Vô Môn luôn á. Vô Dũng Vô Môn luôn á. Có mưu chứ, có mưu mà. Mưu mô và xảo quyệt. Mưu mô và xảo quyệt nó lại không phù hợp với chương trình mình ngày hôm nay. Em cứ an tâm đi. Dạ. Tất cả mọi thứ là có ông trời lo. Ok. Một cái lòng tin vĩ đại dành cho đội của Hà Dũng Hà luôn. Mà quý vị để ý đi. Tất cả mọi người đứng ở đây có một cái tướng không bao giống tôi. Đó. Tướng rất là oai phong mà lẫm liệt. Không, em thấy cái tướng này là tướng buông bỏ nha. Giờ bên đây mình có cái nguồn năng lượng gì không để mình bắt đầu? Nhìn thấy sức khỏe không? Thấy liền. À. À. Trời ơi. Nó ngon cái gì đâu. Tiếp thắng luôn đi, khỏi chơi. Cái gì vậy? Em tương tác. Tại sao không tương tác với đội tôi? Đội tôi thua cái gì? Ngoài cái già hơn cái dở hơn người ta thua cái gì? Là thua nhiều hả chị? Quê là quê là quê chung mình quê nhiều. Quê là quê là quê chung mình quê quá. Hãy nhìn bên đội tôi. Có thua cái gì đâu. Ngoài là tượng đài nhan sắc. Đúng. Đúng không? Trời ơi thiệt quá trời quá đất rồi. Hình như chương trình gửi cái con này vô để nó làm nhục tôi hay sao ấy. Không hề. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Trời ơi. 8 tập vừa rồi là tôi toàn thua và đã nhục lắm rồi. Bây giờ tập này hình như là cái sự cứ nhục lên tồ đậm hơn. Tôi nghĩ như là thắng thua không phải là do mình mà là do cái nghiệp. Đúng rồi. Đúng rồi. Nặng đó. Cái gì? Ngày hôm nay thua là do cái nghiệp của anh tạo lúc trước quá dày. Không sao, tại vì bây giờ mình ví dụ mình thua nhiều cái nghiệp đó là mình gánh thôi cho nó hết nghiệp. Anh gánh một mình anh thôi, anh lôi kéo tôi làm gì? Con gái nó xui. Con gái nó xui. Con gái. Em là con gái mẹ rồi. Rồi, bây giờ luật chơi sẽ như thế này. Hai đội sẽ mặc hai bộ đồ vô. À, có bong bóng xung quanh người thì mình sẽ nhảy như nè, ủi như nè, làm sao bể hết bong bóng của đội còn lại thì thôi, và với điều kiện đó là không sử dụng tay. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Anh lại bỏ tay vào quần nữa. Thôi mẹ ơi, dạt ra không có được ra khỏi vòng nha. Trời ơi, chị Dạ cố lên chị Dạ ơi, sau lưng nè chị Dạ ơi, bóp đi, cố lên, trời ơi, thua, chị chết vô, không biết vô, anh hết rồi, anh hết rồi, anh đi ra ngoài. Ơi anh Tú sao
anh Tú đánh tôi. Trời ơi anh ơi, đừng có đánh chị giả, nó qua đây đâm em được rồi. Ôi tôi sợ lắm thôi. Thôi anh Tú bước ra ngoài, còn anh Hưng kìa, hai người hết giờ rồi. Không còn nữa ngoài. Rồi thì tao cũng còn vậy. Ý là mẹ ngoài tiêu diệt tiếp đi. Không thôi nghỉ đi. Ủa tao nhiều bóng hơn tao thắng. Ủa đâu có được. Tao đâu có để cho mày yên được. Tao đâu có để cho mày yên được. À tao muốn quyết. Tao muốn quyết. Tao muốn quyết. Tao muốn quyết. Rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ai dùng tay? Và kết quả đã quá rõ ràng. Đội thắng cuộc thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và chị Lâm Vĩ Dạ. Quá tuyệt quá. Và chiến thắng này càng khẳng định hơn đội tôi không hề có mưu trí. Đúng rồi. Có lực thôi đúng không chị? Đúng vậy. Nhưng mà thắng này là thắng dễ dàng luôn. Đúng vậy. Dễ dàng cái gì, dùng tay không mà dễ dàng cái gì? Anh cũng có mà. Em dùng trước. Không, chào chúng tôi không dùng. Ai biểu anh bắt trước làm chi? Bóp đi, bóp đi, cố lên. Rồi thôi, kết quả cũng đã có rồi. Và một lần nữa xin phép được tuyên bố chiến thắng thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và chị Lâm Vĩ Dạ. Một chiến thắng thuyết phục nhất từ trước tới bây giờ của chương trình. Trải qua quá trời thử thách cũng đã quá mệt mỏi. Thì bây giờ mình sẽ đến với một cái giai đoạn rất là quan trọng của đại chiến ẩm thực, đó là đi chợ và nấu ăn. Dốc ngồi gốc ôi à cây đàn là ngồi gốc ôi à cây đàn, đứng đây nhìn thấy tạp hòa có ông vua biển, chúng tôi sẽ đến đây vô mua tạp hóa vua biển. Hello em, hey, xin chào mọi người. Ủa hồi nãy giờ hát ở bên kia là anh đó hả? Trời ơi, em đâu có nghĩ là ca sĩ mà có thể hát tưởng không như vậy. Hát bình thường em mà, tại vì mình chơi trong chương trình này đó là em. Nếu mà mình hát đúng âm thì nó không có vô. Nãy hát cái gì mà tinh tan tinh tan tan, vừa biển là cái gì? Hồi nãy nào em tập cho em á, để tạo cho cái sự chú ý thôi. Chứ lúc mà anh hát đang cái chữ là vua biển. Ồ, đúng, mình cũng công nhận thấy là lúc hát thì nó khác, lúc tập. Đúng rồi. Anh ơi, bây giờ mình tới địa điểm đi chợ rồi đó. Kìa, cái con quỷ bán kìa. Đâu, ai đó? Đâu? Chào mừng mọi người đã đến với tạp hóa vua biển. Cho hỏi tạp hóa này bán gì à? Dạ bán đồ ăn, thức uống các loại, đặc biệt đó là hải sản vua biển. Wow. Đuôi cá ngừ đông lạnh. Đó. Ngon nha. Cá ngừ cắt lát đông lạnh. Đặc sản đây. Trà bông cá. Wow, trà bông cá ngừ đặc biệt. Bây giờ cho hỏi là hai đội mình nấu cái gì trước cái đã. À để em coi coi, ở trong quầy này em thấy có canh bún nè, có thịt xay, có cua. Ừ. Có cà. Ôi, vậy là chắc chắn mình sẽ nấu món phở. Đúng không anh? Trời ơi, em ơi, em đầy tứ hướng tứ hướng. Có miếng thịt bò nào mà bao phở. Món. À nấu canh bún. Bún đỏ đặc sản ở Buôn Mê Thuột. Canh bún đỏ. Thì ra là vậy. Ủa, nếu mà nấu mấy món này thì mình để mấy món này chi? Cửa hàng vua biển tao bán vậy mà. Ba cái đồ quỷ là thêm thôi. À, cái này là phụ thôi. Chính là bên kia. Chính là bán cái này mà. Không có mấy cái này, làm sao có mấy cái này? Đúng rồi. Bún đỏ đặc sản ở Buôn Mê Thuột nó sẽ không có topping nhiều giống như mình. Đã, mình sẽ chế biến, mình sẽ thêm một chút xíu cá vua biển vô cho người ta vui, hiểu không? Đúng rồi, em thích ăn cá lắm. Đó. Rồi bây giờ đội của anh Hưng, anh sẽ nấu món gì? Anh sẽ vẫn tiếp tục tận dụng những cái thành phẩm rất là đáng hãnh diện từ vua biển của anh. Anh sẽ dùng cá ngừ và các topping khác để chế biến thành một món mà có thể nói là nhức nách. Anh đặt chuẩn xoái ca. Đó là gỏi Thái. Gỏi Thái. Cá ngừ. À, gỏi Thái, cá ngừ. Và bún bún đỏ đặc sản ở Buôn Mê Thuột. Ngoài ơi, gia đình mình sẽ có 500 ngàn. Còn gia đình của Hưng sẽ có 700 ngàn. Tại mình thắng hơn người ta chút xíu. Nói lại lần nữa em. À, mình thắng hơn người ta một chút xíu. 700 lượt trước đi. 700 lượt trước đi, mình giàu có mình lượt trước đi. Dầu thì vinh quang,
nghèo buồn lắm. Anh bớt chương trình này của anh bớt quay cái mặt vô lại, quay cái mặt ra cho lấy hình anh đi. Thấy mặt ra chưa đây? Rồi, bay. Đó, bay ơi. Bay ơi, lấy cái này pha. Cá ngừ. Dầu. Cá ngừ ngâm dầu, một lốc là 100 ngàn. Đây, xả này để mình đi. Xả hết trong này luôn anh. Ủa ngồi. Anh ơi, bên em canh bún cần mấy cái này mà. Không có, không ai canh bún mà canh ngàn ngò gai bao giờ ở trên hết. Rồi, đó, lấy hết chưa? Còn nữa, em lấy hơn cái rổ này luôn đi. Cái rổ đó là 240. Không, không, để tính tiền, con này tính rổ tiền. Rổ này 200 nè, 200 thôi, bớt 200 đây thôi. Đây nè, đây, bà dân tổng ra đó nè. Ê hề. 20. Lấy cái rổ đó đi, 20 ngàn con. Ủa, có biết làm toán không vậy? Dạ, đồ ăn ở đây bán không có theo thời giá mà theo nhan sắc. Cái này nhiều rồi, cái này nặng quá. Cái này nặng quá, bao nhiêu? À, cho miễn phí mà. Tặng mà. Bên em đang làm từ thiện, tặng không đó. Anh, ơi, có mình anh nặng. Mình còn 680. Trời, còn một lá thối lại cho 700 nữa. Có không có nữa. Vì anh là xoái ca, chơi là chơi hết ca. Chơi là không lo. Cái này bao nhiêu? Dạ 400. Trời ơi, không tương đài nhanh sắc mà không bớt được đồng nào hay sao? Ngoài càng gồng là lát nó lên 600 đúng không ạ? Vậy thôi lấy cái này rẻ rẻ đi, cái này ừ, 1.2 triệu. Cái gì? 1.2 triệu? Bán theo nhan sắc mà chị. Tập cơ đi. Con này nó không thích ngoại, hiểu không? Giờ em ra đi. Ờ, chẳng hay chị có biết đến con trai bánh mì của em không? Lấy hết đi. Lấy hết đi, mới coi không bữa trên TikTok. Trời ơi. Trời ơi, đẹp trai lắm. Mẹ. Lấy chưa? Không, em không thể nào có cái ngữ dâu này được. Đi đó, mẹ mình lấy đi. Mẹ ăn cái gì mày lấy hết đi. Lấy hết đi. Lấy hết nha. Em muốn hỏi thăm tí xíu. Em định như nào? Em vậy là có gia đình rồi đó hả? Có mẹ rồi hả? Có đâu. Cái này là có con rồi. Gì có đâu, có đâu mẹ gì má ơi, trời mẹ gì? Chị em mẹ gì? Thôi nói tên bên kia đi chợ xong chưa? Xong rồi. Ủa là tính cái giá nó thiệt luôn hả? À, không, em giảm cho nó chơi thôi chứ bán kiểu đó chúng chửi à. Giá này 30 thôi. 30. Lấy đi. Cái gì nguyên đóng 40-30 ngàn hả? Đúng rồi anh. Đây đồng ăn. À, thịt đây hả? 100. Rồi 100 là 120 rồi. 120 phải không? Cái này 80. Rồi 200. Rau muống. Rau muống 200. Được rồi. Rau muống gì 200? Cái này nó rẻ thì cái này nó phải mắc. Con dâu của mẹ. Rau muống. Ờ, nó chơi chứ bán này 70 thôi. 70 là cũng mắc rồi. Đó, mắc thôi, khỏi mua đi. Sao á, để héo cũng vậy. Rồi, ổn định chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gian bếp của Đại Chiến Ẩm Thực. Chúng ta đang có mặt tại gian bếp của Đại Chiến Ẩm Thực. Không có thua anh à. Tôi thấy đội tôi có thua thì tôi cũng tâm phục khẩu phục. Bởi vì trong cái thời gian mọi người đang set up á, thì đội anh Hưng, ảnh gọi là tần tảo, ảnh lột từng tép tỏi. Ủa mọi người đang làm gì vậy hả? Anh lột tỏi gì mà anh thấy em? Có một mình anh Thi à, mà anh huy động cả một cái bếp phụ anh, cả một cái khu này vô coi, thì cả một cái gọi là cái này gọi là ba miền, cả một cái nhà hàng ba miền phụ anh, rồi người có chương trình phụ anh nữa, thì làm sao em với anh Hà đấu lại anh đây? Quá đáng. Chỉ lột tỏi thôi mà làm cái gì vậy? Tôi và anh Hà thua trong chương trình này nó cũng là một cái điều gì đó rất là thuận theo tự nhiên thôi mọi người à. Phải thua thôi. Người ta lột tỏi còn anh là anh đi ta bà, anh chỗ này chỗ kia. Sao anh không có tập trung vô cái chương trình này? Em nói bé già ơi, em nói vậy là quan cho bạn anh rồi. Bạn anh tuy là ở ngoài nhưng thực tế là để canh xem ở trong bếp họ luộc rau đã xong chưa đó. Đừng trách bạn trải nghiệp nha. Là anh đi vòng ngoài hả? Mẹ không biết. Vòng ngoài mà vòng ngoài cũng ngoại là vòng rất bự nha. Em đã lỡ chắc làm đúng rồi. Rồi. Em không ngờ anh gian cái mức độ đó. Thế bây giờ thời gian nó ăn xin được phép
bắt đầu. Đâm tỏi. Rồi. Anh Hưng cho em xin miếng tỏi, anh thấy cái tỏi của mình thơm. Rồi cho em. Cho em xin miếng nước sôi. Không, nước sôi mình hứng đi em. Nè, ở đây nước sôi, nước sôi. Hồi nãy bên chị hứng nước bên đó, ở ngoài đó đó em. Đây bé. Nước này là nước uống em. Đây này cái anh cho luôn anh Hưng. Anh ơi, cho chứ. Cho luôn cái tỏi nhỏ. Tỏi nhỏ đây anh là làm cái món của anh cần lắm. Ý là cho miếng con kia về nhà sắc tỏi đập hành cho tao. Dạ dạ con nghe rồi gì ơi. Gì ghẻ kêu kìa. Dạ dạ gì ơi. Đâu vậy hả? Dạ con đi xin tỏi về cho gì. Tầm ra kìa. Dạ. Tẻ. Đây là cua nha mọi người, cua xay đó nha mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ bỏ vô trong đấy và lọc lấy nước. Con có biết cách lọc không vậy gì ơi? Biết sao biết. Anh ơi anh đang có đang làm đúng không vậy anh? Đúng đúng đúng. Đừng có lo. Ở nhà em là em không có nấu như vậy rồi đó. Anh nổi tiếng với cái món này. Khi mà cho mắm tôm vào đây á, khi mình quậy lên á, nhiều khi là khi mà nấu lên nó không có tan, nó thơm. Thôi em lấy cho bà bào này cho anh nè. Cắt ra luôn nhuyễn nhuyễn thôi. Nhuyễn 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 thiệt nhuyễn nha. Trong lúc mà em nấu cho anh ăn á, anh Tuấn. Dạ, rồi okay. Bình thường ở nhà anh có nấu ăn không anh Tú? Không, bình thường không có nấu, phụ vợ anh thôi. Phụ vợ anh thôi. Tình sao anh trai muốn mang tình yêu cho con tim đớn đau. Tình sao anh trai xin trả cho nhau lời nói yêu thương ngày nào. Nói chuyện vợ chi cho người ta đau lòng vậy? Đau xấu quá. Và bây giờ sẽ là thử thách của chương trình. Đó là đầu tiên xin mời anh là lần đầu tiên tới chương trình mà. Đúng rồi. Giờ anh tới thực hiện thử thách trước nè. Ok. Anh hát một bài hát gì có chữ cà hoặc là chữ phê. Rồi anh hát cho em hai cái luôn. Hai cái luôn rồi. Ly cà phê như muốn nói. Nói gì nè? Nói cùng em câu gì. Rồi nói cái gì? Ly cà phê như muốn hát. Hát cái gì? Hát cùng em câu trời gì. Trời ơi. Được chưa? Cuối cùng tôi vẫn không biết. Ủa, hát câu gì. Ủa con chữ cà chữ phê vậy được rồi. Chữ cà chữ phê rồi. Thì rồi tới chị Dạ ơi. Sao giờ chị cứ hát một bài hát có chữ gì cũng được. Trời ơi sao tới chị đơn giản vậy? Trời ơi thánh thiện chưa? Okay, chị bài... hát là được rồi. Chị hát bài hoa giấy. Hoa nữa. Giấy. Cái bài đó thiệt á. Đâu chứ biết là cái bài này chị mới ra. Ừ. Chị cần quảng cáo. Nhưng mà không có nhất thiết trong một cái chương trình hát hai lần như vậy. Không, tại vì giờ chị thấy loài hoa mà tượng trưng cho Buôn Ma Thuột là hoa giấy nên chị hát á. Chị quyết định lại đây phải là hoa giấy luôn hả? Chị nghĩ là vậy. Chị vô khúc đẹp khúc luôn. Vì em là con gái chọn ai chị yêu mãi. Chị mong rằng hạnh phúc sẽ không nhạt phai. Tại vì cái lúc mà chị thu âm là chị hát hay lắm. Nhưng mà bây giờ thì giọng chị không được tốt á. Chứ không phải là chị hát dở. Mọi người hiểu mà chị không sao đâu. Không mà khi bà nhắc đến MV Hoa Giấy thì em biết ơn Susu lắm. Sao chị? Bởi vì Susu có hỗ trợ trang phục cho MV em. Ngại quá. Cho thuê hả? Dạ không, tặng cho mượn. Cho mượn. Đó thì em cần một bộ đồ tướng quân. Thì có ship qua cho em bộ đồ tướng quân. Nhưng mà không có ship cái quần. Bữa đó là anh Quách Ngọc Tuyên là ảnh. Rồi cuối cùng là mình mặc cái gì chị? Ảnh đưa ra một cái quần để mặc vào. Vậy là cái sự ứng biến của ekip chị quá tuyệt vời. Đúng rồi. Rồi bây giờ là rây cái cua. Lọc cua. Lọc cua. Cái này quan trọng nha. Em với anh Hà giống như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới á. Sao mà cùng nó ăn trong gian bếp hạnh phúc của mình. Đúng rồi. Trẻ dữ không chị? Trẻ lắm. Trẻ quá. Không, em với anh giống như là hai ông bà già nấu cơm chờ con cháu về nhà. Cuối tuần về ăn á anh. Cái này là mình làm nước sốt hả anh Hưng? Yeah. Cái nước sốt Thái hả? Nhìn ngon nha. Nào quê mà. Của bé mà, quê bé Thái Lan mà. Trời ơi, lần nào mà em nhìn anh làm là gọi là bắt mắt liền. Còn bên trong thì chưa biết làm sao thôi. Những lần trước ăn như thế nào? Ngon. Ổn định. Lần này cũng vậy. Lần này còn thơm. Mà vừa miệng đấy. Món ngon mà được trai đẹp làm nó càng ngon anh ha.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách rất là dễ dàng của chương trình, đó là đổi hai vị khách mời cho nhau. Chương trình yêu cầu mời chị dừng ạ. Chương trình bắt buộc ạ. Còn không, nếu em không có lãnh lương được thì trời ơi, rồi qua đất tôi đang nấu cũng riêu rồi. Rồi đi ạ, đi ạ, mời chị. Từ để tôi tháo cái này ra. Nè anh đeo vô đi để đỡ tốn một cái của chương trình, mình phải tiết kiệm chứ. Ờ bên này em làm được cái gì ạ? Em làm chẳng gì, biết chị, làm chị đi anh. Cái này là làm gì ba? Chị đi. Cần nói chị. Cái này bỏ hết phòng không cho mình. Nè qua đây phá phải không? Đi đâu hello đây? Ngoài đi đâu đây? Đi phụ ngoài. Cái này mình phải dắt chanh vô. Ê vô giữ giữ. Sao? Thơm đứng nhìn đi, đứng đuổi rùi vô đi. Mình luộc rau. Rau rồi. Mình cắt tỏi. Anh ơi, món của anh sắp xong chưa ạ? Sắp xong rồi em. Thật là lâu lắc quá. Anh nấu gì rồi mà nhanh gọn vậy? Và thử thách tiếp theo của chương trình cũng rất là dễ. Cảm ơn em. Rồi, hai đội lưu ý nha. Đổi luôn cả hai đội trưởng qua. Trời ơi, không được. Ngoài đi ngoài. Chương trình yêu cầu chết, còn không có lãnh tiền được ngoại thương, con đi ngoài. Đi đi ngoài ơi. Cắt ra thiệt. Rồi. Anh ơi anh, qua. Trời ơi, cái gì vậy? Làm cái gì thì nhắc. Chị bên kia làm. Bên đây nhắc ngoại muốn bên đây làm cái gì? Bây giờ muốn làm gì nè? Nấu nước. Nặng dùm đi, nặng dùm. Nặng dùm viên. Nặng gì nè. Rồi, viên. Rồi bên đây anh Hưng muốn ngoại làm cái gì? Muốn ngoại đứng yên dùm thôi. Ngoại đứng yên nè ngoại. Ngoài không có được về đây, ngoài bên tao đứng đây mà, tao đứng bên đây mà. Cái ranh giới ở giữa nè. Rồi tao đứng ở tao nhìn nè. Trời, trời bên đây chị già vẫn tần tảo. Ở bên đi là chị đang cà cà xe. Cà cà. À bạch dùng lên coi Hưng. Bạch dùm đó không? Giờ đứng giống như chủ vậy chủ. Cái tay mày bự quá, mày ấy nhỏ nhỏ vậy thôi. Đừng có thứ hai mà anh tụt xuống. Làm nó vừa thôi coi. Anh sao vậy anh Tốt? Thôi anh để gần. Cái này đẹp quá nè. Em làm cho mày. Mày xếp ra con quỷ đây coi. Chị em hỏi chị thiệt một câu là chị có biết làm cái gì không? Mà chị nêm như đúng rồi vậy. Hết giờ. Hai đội trả về. Trời ơi. Trả về. Em cắt giùm anh cái này rồi nè. Rồi về anh ơi. Đều luôn. Về nhà mình. Rồi anh ơi. Chị. Hả? Về nhà. Ok. Chị đâu có làm gì bệnh đâu phải không? Chị cắt chị cà của ảnh, cắt cà thôi. À, cắt cà thôi. Ủa ai mà nặng mà nó vô tổ chức vậy? Bự đó là bà ngoại nặng. Nhỏ là người ta nặng. Mà chị thấy có ai ăn mà một cục bấy lớn vậy không? Là nhỏ đội của chị đó. Không có nói được. Bên kia không có xài bếp thôi, cho tôi mượn cái bếp đi. Ừ, lấy đi cưng. Rồi anh trả này để em phi hành tỏi. Sao? Ông xã anh cho chị mượn cái bếp nè. Chị cảm ơn xã nha. Dạ, xã em. Anh thấy cái chảo này mình cũng không dùng tới đó. Em lấy luôn đi. Dạ, em cảm ơn anh. Cắt cái cà xấu quá. Ở nhà thường anh phụ những cái thao tác gì khi mà người nhà nấu ăn? Rửa chén. Ngoài ra? Quét nhà. Ngoài ra? À là anh thu dọn chiến trường đúng không? Đúng rồi. Không, cái đó cũng cần thiết đó. Chứ còn nấu thì mình nấu không ngon thì mình... Có người bài và có người dọn đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Anh vừa đẹp mà anh còn vừa lịch sự nữa. Anh thắng nha. Thắng. Anh ngồi đi massage cho. Em anh kêu cái gì massage. Anh đâu làm gì đâu. Dạ, bắp tay chân. Không, anh không làm gì hết trơn. Không làm gì luôn. Ừ. Cũng được, cũng thắng. Cái người đây làm anh Hưng làm nhiều hơn. Ai làm cũng được, anh đội nào là đội đó thắng đấy. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Mấy cái đầu bếp ở đây chấm điểm là em mua hết rồi. À ok. Em mua hết rồi. Thắng, chắc chắn thắng. Nhưng mà món anh ngon, tự tin. Dở cũng thắng nữa. Cái gì vậy? Dạ cuối này đó. Bà Giao, Giao Lu. Tôi nghe rồi đó. Em là con cái. Sao bài tôi mà không có hợp với bạn, tôi không biết nữa. Cho cà vô đi. Cho cà vào làm gì? Để dạ, nó đỏ đi. Không, đỏ mình xài dầu điêu. Có cà nữa. Không. Có, chứ bùn canh bún không có cà, trời ơi con này. Cà lát hồi anh nấu anh bỏ vào. Trời đất ơi. Để sớm quá nó bị dạt. Bị rã đó, nó bị trơn, rã có thật sự là anh biết nấu không vậy? Không. Em ơi, em phải coi mấy cái tập kia ở trên núi vui lắm. Bây giờ bỏ vô đây nè, xong rồi bỏ bê tí nữa, hắn bỏ lên. Cái này nó thơm hơn. Chúng tôi đang cảm thấy không đồng nhất không với nhau nhất về quan điểm. Ừ. Cái gì vậy? Bỏ chén kìa. Không! Em đi, cái này em nói là bỏ sau.
Đúng rồi, thì bây giờ em cứ xin thôi, bỏ qua đây tí nữa xong luôn, hiểu chưa? Bỏ qua đâu? Em bây giờ em xào sao cho nó tái ra, xong để tí nữa cái này đợi chín rồi cái mình đổ nó lên. Chứ đâu có bỏ vô đây đâu. Cà tái chi ngoại. Nửa tao tức ghê á, nó mới váng lên mới đẹp. Nó mới ra được một ít thôi. Trời ơi, một cái nồi to mà có mấy miếng mà cỡ có hai trái mà nhiều. Đã có dầu điều rồi còn xài cái này nữa mệt. Trời ơi, dầu điều nó chỉ là để cho nó phụ cho nó đẹp, nhưng mà là cà để cho ra cái nước bột chua chua. Chua chua. Chua chua thì anh bỏ vô chanh ớt. Dạ, cho hỏi bên này mình chẳng dùng cà chua đó. Không không, mình để trang trí nữa. Đừng chỉ nghe. Xấu xa như vậy. Trời ơi, còn để chúng tôi trang trí nữa. Nó lại dính nước miếng của em rồi. Cũng kêu có được cho bé. Lại dính nước miếng của em rồi không sử dụng được nữa đâu. Về mà. Ủa sao chị lấy hết 3 trái luôn rồi? Có 2 trái thôi. Ai thuê ai mướn ai sai ai ký ai gạo mà đứng đây làm vậy thôi. Bên đây anh xong rồi đúng không anh? Gần xong, xong chỉ bay đó thôi đó. Bên đây xong rồi, bên đây đang chờ nước sôi kìa. Rồi. Cái món này nó biết nó mà. Nhiều giai đoạn hơn. 6 tiếng nữa. Sao anh không có chọn mấy cái đó mà anh cứ chọn đó kìa, người ta vậy? Nói kìa, đồng đội nói kìa. Cà phê cũng vậy. Cà phê anh cũng phải chọn cái gì mà mất nhiều thời gian. Bây giờ cái món này anh cũng chọn cái gì mà mất nhiều thời gian là anh chọn à. Ở tên đi thi nấu ăn mà đi là cái gì là những cái kỹ năng gia đình. Còn cái kia là bướp vĩnh. Nhờ mấy kỹ năng của ngoài mà 8 tập thua đều đó. Tao mới thắng cái tập vừa rồi. Mày nghĩ gì vậy? Mày quên rồi à? Tập vừa rồi nhưng mà khán giả biết hết rồi. Khán giả kỳ. Thôi tao chửi con quá trời. Vừa thiệt á. Bên đây người ta qua tới cái giai đoạn mà trang trí luôn rồi. Ôi, chỉ coi đến thì giỏi thôi à. Cục rêu bự mà nó không đều, nó nhìn khó chịu quá. Thực sự làm cái gì mà không đều, ăn nhìn nó ngon, cái miệng nó phải đẹp con mắt nữa, mà ngon thì chưa chắc ngon nữa. Ê con này vừa xấu mà vừa dở là ai mà ăn, ai mà cho điểm, tùy cục á. Ê trời ơi, để từ từ ra. Từ từ gì rồi. Tức tức quá. Cái tính tôi vậy á là làm lại từ đầu hả? Phải đều bạn. Chị đổ cua rồi, em với chị đi bắt cua lại. Trời ơi, thiệt á. Anh muốn tròn hay là muốn vuông? Mày muốn làm gì mày làm đi, đẹp là được. Chị làm tình tốt. Cái kiểu mà người phụ nữ mà ta nấu ăn đó. Ừ. Người ta thấy làm mà không đàng hoàng, người ta khó chịu lắm. Khó chịu. Ủa đàng hoàng là như thế nào? Đàng hoàng là đều đặn. Đều. Chứ không phải bên bự bên nhỏ. Tôi là tôi thích cái gì đều, niễn niễn là tôi khó chịu rồi. Bên lớn bên nhỏ niễn là tôi bực rồi. Mấy cái nắng tròn tròn làm sao mà anh rành bằng tôi? Không, chị chỉ nói vậy bậy à, nhiều khi ngoại rành hơn á. Mà tại gì? Ngoại bóc mà không đều nó quen rồi. Bóc gấp. Ngoại bóc lấy bóc để, đâu có để ý đâu. Nha, đều đẹp. Ngoại mà có cỡ 3 đứa con là tụi nó đói hết. Con nó mới đẻ nó khóc que que mà xong bữa cơm dọn ra nó đi cưới vợ rồi. Hồi đó má anh nói cỡ cái ngữ này là con khóc lồi rúng, nó đói khóc lồi rúng. Má không nghe người phụ nữ của gia đình ta chia sẻ chưa? Tao ở. Tao không biết là hình như chương trình mời cái con này về để nó ra hạ nhục tao hay sao á. Chứ chừng 18 tập rồi người ta cũng là cũng có nút nó lên nút xuống. Nút nhục xuống luôn. Nút nhục nút không. Còn nguyên cái tập này tao nhục từ đầu tới cuối. Hiện nay con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa trời đêm. Rồi bên đây xong. Giám khảo ăn rồi và chấm là chiến thắng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giám khảo nào mà ăn vắt này? Giám khảo nào chưa có mời. Nhưng mà người ta xong rồi. Từ từ tới tay, tao từ từ xong. Rồi xong. Bên đó xong thì đợi đi. Xịn tại nha. Vì giám khảo ở đây người ta ăn phải đúng giờ, đúng giấc. Dạ, mình còn thời gian là khoảng 30 phút nha mọi người. Ok. 30 giây nữa hết giờ. Nấu đi chị, cứ làm đi. 30 giây nữa thôi, nghỉ luôn đi. Thôi chị cứ tần tảo đi chị, cố lên.
Cái này em làm gì đây nè? Dạ để lát rồi bỏ vô nước lèo luôn. À bỏ thịt bò vào đây, cái này ngon hơn. Ê, đừng để... Đúng rồi, tí nữa cái này nó đợi trên mà. Đừng, đừng. Nhịn đi. Đúng chậm, đúng chậm. Chị già ơi, nhịn nhịn. Nè bình tĩnh nè, bình tĩnh nghe, bình tĩnh. Cái này muốn tí nó bỏ lên chốc đi, cái này bỏ lên chốc đi. Được, cái bỏ gì nữa nè. Công sức tôi vi rất là cực khổ, tôi từng cộng hành mà bây giờ nở lòng nào thiệt. Cái đó đã chín rồi mà còn bỏ hành phí vô đây. Tí cái này bỏ lên mặt thì cũng như chi đang em rắc lên mặt. Thì tôi muốn nhảy vô cái nồi bún riêu này mà tôi quyết súng cái rồi. Được rồi, đừng mà. Làm tiếp đi, bình tĩnh đi. Mình đi. Chị đã sai từ lúc mà nổi đội rồi. Đúng không? Ngày hôm nay của bạn thế nào? Ngày hôm nay của bạn có vui không? Mình á, ngày hôm nay của mình như con. Bây giờ mình cho bún vô được chưa? Trời ơi, nước lèo chưa nóng xong mà cho bún vô làm gì? Còn cái này chi? Ít thôi. Ôi là trời, ít thôi vậy anh làm nửa ký làm gì mà anh kêu ít thôi? Mấy con quỷ chương trình đó chứ ai mà biết. Cho nhiều làm gì? Đổ thừa cho chương trình. Thấy không? Trong nhẹ nhẹ thôi luôn. Đó. Mà bên này chưa bao giờ nói gì về chương trình hết. Mày đang quở chương trình của mày mà. Quá đó. Chương trình của mày mà. Còn mày tao sinh sống chuyện mày. Mày đang quá quỷ này. Rồi rồi rồi, chương trình của bạn. Cậu tớ. Của cậu. Của cậu. Tớ này cũng đi làm thôi. Bà nếm đi. Ê từ từ hết, mình nếm chưa? Hôm nay mình nếm rồi đó. Chưa. Ê không có cho đường ít thôi. Anh ơi, ăn đi, ai trước sau gì mà không bị tiểu đường. Trời ơi. Anh quậy đều lên tới quay tuổi là được. Sẽ có bệnh nền hết anh tiểu đường. Cái đội nấu ăn ghê quá. Có chuyện không đẹp gì. Ý nghĩa không? Nha. Muỗng nè. Nó lạc nhách anh thấy không? Em khảo à. Không cho miếng nước mắm đi. Em mình cửa chủ nó bị ngọt quá. Nó ra cái này đó. Chết rồi. Ba muỗng đường rồi. Trời ơi. Nữa hả? Có cái gì vậy? Em nước mắm hơi nhiều. Không, tôi tự chuộc anh em. Tâm cảm ơi, tôi cũng có một nửa máu miền Tây nên tôi ăn hơi ngọt. Rồi ngoại thấy sao rồi? trong đội tự nêm với nhau, một người nêm một người ném xong tự. Ủa anh nêm luôn. Anh nêm cái kia chưa xong rồi, cái này chị bỏ đi, cái mặt cái mắt mới chị bình nêm, cái này nó không, nó bình thường, nó mới ngọt thôi. Ok chị, nó mặn dữ lắm. Trời ơi, không còn cái này nữa chị. 1 ký 2 đường. Rồi đừng có cho đường nhiều quá, nó bị ngọt ghê lắm. Phải, nó mới ngọt. Ê, chị cho nguyên chén luôn đi cho xong. Chị nêm 4 lần vậy cũng vậy. Còn đó, bỏ thêm hợp ghê cái ha. Đâu có ghê gì mấy. Bỏ xong rồi. Giác Thảo ăn mà anh bóc tay anh Hà. Mình trụng mà. Cái xôi đâu? Cái xôi tự nấu đi bếp. Thôi bếp. Thôi nấu cái dùm rồi. Nấu nước xôi cho khỏi trụng đi. Không thì cho trụng đi, trụng đi cho miếng nước lọc đi. Ừ, 7 giờ tối mới ăn. Ê kiếp mình văn mùng chứ giám khảo ngủ ấy. Cái chuyện mình mới cắn lắm. Có được được rồi. Mấy không nấu cua mà không hề mưa tôi không hề có một chút xíu gọi là cái gì? Sao chị già? Ngon. Vẫn còn thiếu ngọt dữ lắm. Thấy chưa? Thấy. Trời ơi sao mà mình luộc bún mà mình cứ dòm ở chỗ khác là sao? Lát hồi cộng bánh canh nó bự như con đun dừa bây giờ. Bây giờ làm sao nè? Bây giờ nước ở trong bây giờ lấy ra sao nè? Thì gấp ra. Để giúp giùm cho. Đây sợ nóng. Ngoài sợ nóng. Nấu ăn mà sợ nóng. Đó. Chắc nước ra đi cưng. Trời ơi. Chị dạ không? Chị có cái luôn. Trời ơi trời. Cái cọng bún này anh luộc nó trơn quá. Không phải lỗi cho em. Rồi đưa cái mạng này dây. Tao sẽ chắc cái nước này cho nè. Để nguyên cái thỏi đi. Chưa? Ok là. Muốn chắc nước thì chắc đi. Cho nên cho lên mà lấy xem lắm. Không. Đổ bớt một ít thôi, người ta húp nước lèo không ai ăn cái cọng bún đâu. Đổ nữa. Nữa. Không có đâu em. Ít quá. Chị để 2-3 cọng cũng được đó, không ai ăn đâu. À, bây giờ mình múc ra cho khách coi này. Chương trình phát bánh mì ngồi ăn thấy thương ngoại kìa. Em hết nhiều cái ấy phải không? Không cứ hết đi cho nên càng nhiều. Ừ, tất cả mọi thứ tinh túy nhất là hết ra. Còn con này anh nghe lời em đi, em nói thiệt, còn bên kia nữa.
cái đội gì đâu mà bất ổn quá à. Cho cái rau muống lên đây cho có màu xanh. Cái đó để dành lát em ăn. Lộ ra hết rồi. Lộ ra hết rồi. Hàng ngàn, hàng ngàn con người đang chờ đợi một cái nồi. Rồi sao rồi? Rồi hai người thử ăn, thử ăn. Hết giờ. Hết giờ. Mạnh mẽ lên. Cho em một cái. Hết giờ. Nạn đói tới. Để tao lấy cái lá nào để đứng cái thôi. Lá cái gì mà anh cứ để vô đây. Ơi. Đừng. Có ai ăn đâu mà sắp xếp. Ăn tâm đúng là phải ăn mắm tôm, mắt không có ăn. Không có ai ăn hết á. Món ăn cũng đã thành công rồi, set up đầy đủ hết trơn rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đầu bếp Nguyễn Hữu Tài, đầu bếp tại Trung tâm Văn hóa Ẩm thực Ba Miền. Xin mời anh ạ. Dạ em mời anh. Mời anh. Dạ anh đứng kế em. Rồi anh nói trước về món của anh đi. Dạ món của Hưng là món gọi Thái Lan cá ngừ vô biển đó, gồm có cá ngừ ngâm dầu và cá ngừ cắt khối viên đó. Thì Hưng sẽ luộc sơ nhanh thôi, cộng với là cá ngâm dầu sẵn á, thì Hưng làm sốt mắm muối, đường chanh, rồi giấm, rồi ớt sắc nhỏ nè, rồi củ riềng nè, sả bào nè, rồi kể cả ngò gai, hống lũi và cả cà đó, mix lại hết tất cả với nhau và cuối cùng ra sản phẩm như vậy đó. Còn tới món ăn này mình giới thiệu nhẹ đi chị. Dạ vâng ạ. Dù ai đi ngược về xuôi tới Buôn Mê Thuột ăn tô bún riều. Bún riều. Bún riều. Bún riều. Dạ em nói lộn. Dù ai đi ngược về xuôi đến Buôn Mê Thuột ăn tô cánh bùn. Là cánh bún. Dạ. Cánh bún nào ở Sài Gòn. Dạ đỏ. Dù ai đi ngược về xuôi đến Buôn Mê Thuột ăn tô bún đò, nghĩa là bún đỏ. Sao mới đầu không nói vậy đó. Dạ vâng. Và đây là tô bún đỏ em và anh Vũ Hà đã làm bằng chính cái tâm huyết của mình. Dạ rồi. Bây giờ thì mời anh thử từng món ăn nha. Khúc này quan trọng, mình sẽ không nói gì hết để cho giám khảo cảm nhận nha. Rồi cho miếng nước uống đi ạ. Anh đợi em một chút xíu. Miếng trên chai nước suối ở đây. Đây đây con nước đây. Đây 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 đây. Có nước đây rồi. Ta đưa rồi chị. Có rồi. Nhưng mà không thể nào một đầu bếp trước danh danh lại uống bằng chai được. Đợi em chút xíu. Dạ có đi. Uống xong rồi. Anh mời anh dùng bún đò. Nhìn mà tay em lúa, em chịu không nổi luôn á. Ồ, chắc là ngon lắm á. Quá ngon nhìn cái mặt kìa. Ăn đi anh cứ thoải mái. Cục nhân mặn quá thôi. Sao anh? Cục nhân nó hơi mặn. À, cục nhân hơi mặn. Ai cho hỏi ai nữa em vậy? Em nói bao nhiêu lần rồi, tại sao đường anh không sử dụng, anh cứ sử dụng dưới rồi vậy? Mình có bóp cổ mày không? Hôm nay em đổ cái gì vô? Rồi. Lúc anh ăn ấy, em cho không cái gì đó anh nhớ không? Em chỉ bỏ hạt nêm thôi. Đáng lẽ phải bỏ đường mà anh không bỏ vô là sao? Trời ơi là trời ơi, có ai mà... Để bây giờ đầu bếp chứ danh người ta ăn người ta nói mặn đó, anh thiệt. Cái khẩu vị của ta lạc quá. Anh không biết là ảnh bị cao huyết áp à? Khán giả xem cũng đủ biết rồi. Nhiều khi cái cục đó nó mặn, nhưng cái thứ khác ở ngoài nó ngon. Cho nên em đã dằn nước lèo rất ngọt. Rồi bây giờ sẽ nghe nhận xét từ đầu bếp của chúng ta nha. Bếp trưởng. Dạ, mời anh ạ. Nếu mà anh né lên hai tiêu chí là decor của bên của anh Hưng là đẹp hơn. Dạ. Anh ơi, cái món này làm sao em có thể để ngoài dĩa mà decor giống vậy được anh? Không, mình cũng có thể decor là fusion đẹp đẹp tí ha. Vậy mai mốt mình phải bỏ ra dĩa rồi. Không, em có thể sắp ra muốn sống xung quanh hết để tô bún này lên. Em nghĩ là decor mà đẹp nhất cho cái món này mình đổ nó ra đất. Hoặc là để trên tấm thớt anh hả? Dạ vâng. Rồi tiếp là anh. Đó là về ngoại hình thôi, quan trọng là ở bên trong anh ạ. Dạ. Tụi em có cái về bên trong. Về cái vị thì cái cõi này thì nó hơi nó thiếu đồ chua tí. Thiếu đồ chua. Gỏi mà thiếu chua là thua rồi. Chị em hỏi chị thiệt một câu là chị có biết làm cái gì mà chị nêm như đúng rồi vậy? Anh làm chua á. Chị thử rồi hả? Rồi, hết giờ.
hai đội trả về. Em cắt giùm anh cái này rồi nè, anh chỉ cần anh bỏ thôi. Dạ. Rồi gọi điếu chua. Rồi còn bên đây ạ. À. Còn dạ. Cái bún đỏ thì nó không thể nào thiếu chua được, bởi vì bún chanh. Này em bắt rồi. Dạ vâng. Bún đỏ thì nó nói chung cái nhân thì nó hơi mặn tí xíu thôi, còn cái nước thì ăn rất là thơm mùi cua. 5 giờ sáng là em và anh Hà đã đi bắt cua. Dạ. Dạ. Nói về cái vị thì bún ba này ngon hơn. Dạ. Bún ba này ngon hơn. Dạ. Rồi, vậy bây giờ nè, anh sẽ có một cái thời gian thiền định để anh suy nghĩ là thắng thua thôi chứ không có điểm số gì chứ. Không cần phải cần thời gian thiền định gì hết trơn á. Tại vì Lê Đoan cũng lần đầu mà chị ngồi quanh Vũ Hà với lại chị Vĩ Dạ nấu cái món này. Trước giờ em chẳng bao giờ vào bếp làm món này cả, nó quá lạ lẫm với em. Có nghĩa là đặt tất cả một người con giống như ở Sài Gòn xong rồi gây nên buôn với thuộc. Thôi ơi, mưa. Rồi, rồi. Thắng là đội này. Thắng là đội này. Khi mà nấu cái canh này nha, mà để cho cái thịt cua mà nó thơm á, rất khó, không hề tanh. Rồi. Câu xử lý. Anh hồi nãy phải xài cả dầu thơm vào đó. Cả dầu thơm vào đó. Thời tiết cũng không cho chúng ta nói nhiều được nữa, cho nên chúng ta phải công bố kết quả cuối cùng. Em thấy kết quả không phục. Đây là hết thầu rồi. Không còn một cái gì trong cái nồi thầu này. Rất là ngon mà ekip phải ăn hết. Nếu như vậy thì tôi cũng đây cái nồi cũng như vậy. Dạ vâng, dạ thưa anh đầu bếp. Đây là cái nồi bún của đội em ạ. À, cái nồi này mới cho heo ăn rồi. Trời ơi. Chẳng còn gì cả. Đội thắng thì đã thắng rồi. Và ngay bây giờ công bố lại một lần nữa, đội chiến thắng của phần nấu ăn ngày hôm nay đã thuộc về đội của Ngoại Vũ Hà. Thế chè quá. Và thay mặt chương trình Đại Chiến Ẩm Thực xin được cảm ơn Bảo tàng Thế giới Cà Phê và Trung tâm Văn hóa Ẩm Thực Ba Miền đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Và xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Chương trình của Hưng quay hình tại Bu Mê và may mắn chọn được nơi đây để xin phép được đồng hành cùng với thôn của mình để hỗ trợ một số những trường hợp còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và thật nhiều may mắn. Xin hết cảm ơn. Bên cạnh đó chương trình chúng mình có nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ, diễn viên điện ảnh Anh Tú, nghệ nhân Su Su, giáo sư phó tiến sĩ Vũ Hà, và cùng ekip đoàn đi theo cùng. Đồng chí Na, buôn trưởng buôn Cao Leo, kính thưa nhóm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thay mặt cho các đoàn thể của xã trân trọng tri ân cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, kính chúc đoàn mình luôn vui khỏe hạnh phúc và luôn lan tỏa những cái tình yêu thương đến với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xin cảm ơn.